nay bữa nay nướng cá luôn, nay có ốc nữa bạn, nay có ốc ở nhà, nướng cá lóc nướng rôm. Ốc cũng giỏi luôn, cá lóc này mà sáng chín sáng các bạn ạ. Ok, vậy là được rồi, xong được á. Mình có Út đốt hồi đó nhậu có bị quýnh mình. Hy vọng bữa nay là có mồi ngon. Đó đúng rồi, có những cái đó cái gì đó nha, hô đình đó nha. Đúng rồi, tủ lên luôn, phủ lên luôn. Rửa thôi. Cháy quá. Ủa nhiều bay cao mà. Ủa nhiều quá cao luôn. Thank you.
thơm không, thơm không? Ta đưa đến cả lại coi. Đưa lại cái lại coi, đưa cái lại lại coi. Rồi, ok, qua. Cào đi. Dạ. Đợi chút cào cá xong đã. Cá lóc nướng chua. Hết bài à. Cổ cá đã các bạn ơi. Quá đã. Rồi đem vô. Ra thành quả rồi. Chuẩn bị. Vào mổ con cá thử như thế nào. Bao nhiêu người đợi con cá giờ. Rồi ok. Nghĩ đi mày. Hớ cái đây đống cưới rồi nhìn bằng cháy cái đàn. Không đừng ra hai cô đứa mà trắng trắng cổ cổ gái nó sửa lên cái đàn cổ cho kinh. Ngon cốt nha. Ngon thua luôn lá cốt giả. Anh giả muối ngon anh giả đi. Để lên cho. Để Út làm luôn. Chín rồi. Đây các bạn ơi, bữa nay cô Út làm một món này mình bó tay luôn các bạn ơi, bó tay rồi, kiểu này xong rồi. Quá chín luôn. Chín chưa các bạn, thấy hồng đào quá trời, máu động các bạn ơi. Rồi thua rồi các bạn ơi. Con này chưa chín các bạn ơi. Thôi rồi cô Út ơi. Xong rồi. Chín chưa vậy cô? Chín rồi. Thôi vậy được rồi kệ nó. Không ăn. Gỡ gạt. Không ăn. Không ăn cái bữa là khỏi làm. Thôi kệ nó bạn, thông cảm cho bạn lần đầu tiên các bạn ơi. Bây giờ là cô Út làm muối chấm cá lóc nướng nha các bạn nha. Là gồm có gì ta? Lá chanh, ớt. Ớt là nguyên liệu không thể thiếu. Đúng rồi, ớt là nguyên liệu không thể thiếu. Đường ngọt. Này đưa cô Út lên YouTube luôn. Được chưa? Rồi. Ớt xanh. Tối quá. Xanh sáng. Cái này nó cháy cái mồm cái nhỏ nhỏ.
trời, chấm ớt tuyệt vời bạn ạ. Ớt này mà chấm đồ nướng là tuyệt vời luôn. Một cái không thể thiếu nữa là chanh. Chanh, đúng rồi. Nhìn là thấy nước miếng bắt đầu nhiễu rồi. Chảy nước miếng luôn. Bỏ tay luôn. Trời ơi, ngon. Giờ này có miếng cá lóc cái quết vô cái thôi luôn á nha. Chà. Rồi được rồi em ơi. Quá cây nằm luôn, trời ơi tuyệt vời. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Rồi ăn thử coi, ăn thử bé Út. Nhớ mời các bạn đó nha, phải bỏ miệng cái lụm luôn nha. Ăn đi anh quay video cái rồi anh nhào vô ăn luôn. Thành quả chiều giờ. À, thử thành quả chiều giờ coi sao. Ồ, đây cá lóc cuốn nè. Cuốn như thằng Út. Rồi mời cả nhà ăn cá lóc nướng nha. Mời các bạn. Sao? Thứ gì chị? Không ra gì hết hả? Không ra gì hết. Quá ngon. Ăn không ra gì đó, nút luôn mà không ra thứ gì. Trời ơi, nhìn thèm quá bạn ơi. Ngọt của cá, cay cay của ớt nữa là thôi, bá cháy. Anh hai vô thử nè. Ăn đi, anh không ăn đâu. Anh quay cho hai đứa em. Làm cho anh hai một cuốn. Thôi ăn đi, anh không ăn đâu. Trời đã quá. Thấy thèm quá bạn ơi. Vô làm. Ăn làm cuốn nữa đi ba, làm cuốn nữa thôi coi. Mời các bạn chấm vô cái đầu bỏ vô miệng nhai cho các bạn coi bắt trước coi làm sao. Mình phải quét nè. Trời ơi, ăn rồi. Chắc mình phải tắt video quá. Tắt video nhào vô quá để hai đứa em nó ăn hết quá. Thôi rồi làm đi, ăn đi. Bé Hà ăn thử đi. Đầm nhắm muối đi, quét vô. Ồ, quét vô. Cay không? Vừa cay, vừa chua, vừa mặn. Ừ, đúng rồi, bà này bà Út Vlog đây. Chảy nước miếng chưa? Quá ngon. Thôi, mình chắc mình dừng video lại để nhào vô chứ bạn ơi, chứ không mấy em ăn hết của mình quá. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha bạn nha, để mình nhào vô ăn chứ để hai đứa em nó ăn hết của mình luôn á. Thôi chào các bạn, ăn nào hai đứa em. Bye bye. Chào mọi người. Hẹn các bạn clip tiếp theo.